chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Xôn xao clip nam sinh lớp 9 bị nhóm người đe dọa ép bốc đất ăn. Vừa mới đây, vụ việc một nam sinh lớp 9 bị một nhóm người đe dọa bắt phải tự bốc đất ăn đã gây xôn xao bức xúc trong dư luận. Sáng 23 tháng 10, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan công an đang xác minh làm rõ vụ việc một nam sinh ở địa phương này bị ép phải ăn đất, hút thuốc lá. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân trong vụ việc là em HD, là học sinh lớp 9D, trường trung học cơ sở Anh Xuân. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh em D bị một nhóm người bắt ngồi xổm tại một khu đất và bị buộc phải tự tay bốc đất ăn. Bị khống chế, D chỉ còn biết tự bốc đất viên thành cục đưa vào miệng trong sự hả hê của nhóm người trên. Theo lời thoại trong đoạn clip, em D buộc phải ăn như ăn cơm. Khi D có dấu hiệu chần chừ, một người trong nhóm này đã đe dọa. Do bị ép buộc, em D đành phải đưa một miếng đất vào miệng, nhai và nuốt. Một người trong nhóm nói, thôi tha cho nó. Nhưng một người khác vẫn không chịu và tiếp tục đe dọa, ép buộc D phải nuốt, không được nhả ra. Chưa dừng lại, sau đó em D còn bị ép buộc hút 2 điếu thuốc lá và phải nuốt khói thuốc. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, em D đã được người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Cách đây không lâu, trong một tình huống tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ va chạm giữa một người đàn ông với một nam sinh. Ngày 16 tháng 10, lãnh đạo thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan chức năng thành phố Uông Bí đang phối hợp xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế ô tô đi vào đường một chiều, chặn đầu và đánh nam sinh đi xe máy điện. Trước đó, vào tối 14 tháng 10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô con đi ngược chiều trên đường một chiều rồi hút thẳng vào xe máy điện do một nam sinh điều khiển. Ngay sau đó, tài xế ô tô xuống xe lao vào hành hung nam sinh. Đáng chú ý, trong khi tài xế đang hành hung nam sinh thì ô tô không tắt máy, vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước và kéo lê xe máy điện lên vỉa hè, dù xe không có người lái. Mặc dù được người dân can ngăn nhưng tài xế ô tô vẫn tiếp tục chỉ tay chửi bới nam sinh thêm một lúc rồi mới rời đi. Được biết, trước đó hai bên xảy ra va chạm tại ngã tư trên quốc lộ 18, lời qua tiếng lại rồi rời đi. Khi đến đường Bùi Thị Xuân, đường một chiều, tài xế ô tô nhìn thấy nam sinh liền điều khiển xe vào đường ngược chiều, tông vào xe máy điện của nam sinh và xuống xe ô tô hành hung nam sinh này. Lực lượng công an địa phương đã kiểm tra trích xuất camera trên tuyến và xác định tài xế ô tô sinh năm 1997, trú tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí. Còn nam sinh đi xe máy điện trú tại phường Quang Trung. Nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết, ngay trong tối 14 tháng 10, tài xế ô tô đã tới gia đình nam sinh để xin lỗi và xin bồi thường việc làm hỏng xe máy điện. Vụ việc chỉ va chạm nhẹ, hai gia đình nhất trí giải quyết bằng thỏa thuận dân sự. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Uông Bí cho biết, công an phường Quang Trung đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ xử lý tài xế ô tô. Vụ việc đã được cơ quan chức năng thành phố Uông Bí xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng trong tháng 10, vụ việc người cô ruột sớm tóc ép hai cháu lấy chồng ở Tiền Giang gây xôn xao dư luận. Vụ cô ruột sởn tóc ép hai cháu gái lấy chồng ở Tiền Giang, mẹ chú rể lên tiếng. Liên quan đến vụ cô ruột sởn tóc ép hai cháu gái lấy chồng ở Tiền Giang, ngày 4 tháng 10, phóng viên báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà LTH, 47 tuổi, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, là người đi hỏi cưới em BTMD, sinh năm 2006, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, con trai bà. Bà H cho hay, bà có một người con trai tên LQ, 27 tuổi. Bà cũng có mối quan hệ thân thiết với bà BTDH, ngụ quận Thốt Nốt, cô ruột của D. Vào khoảng tháng 8 vừa qua, vô tình ngồi chơi, tôi nói với bà DH rằng tôi có người con trai đang đi làm bên Hàn Quốc, sắp về. Bà DH hỏi tôi làm xui không vì bảo bà có đứa cháu gái. Sau đó,
Tôi thường trao đổi với bà D qua mạng và gia đình tôi có qua nhà để tìm hiểu hoàn cảnh cháu D. Cháu D cũng thường xuyên qua thốt nốt ở nhà bà D hát rồi sang nhà tôi chơi. Trong thời gian hát và thờ tìm hiểu nhau, tôi có hỏi D có chịu cưới thờ không thì D nói đồng ý. Bà TH nói. Sau đó, bà TH dẫn D đi mua vàng cưới, quần áo để chuẩn bị lễ cưới. Ngày mùng 10 tháng 9, thờ sang nhà gái làm lễ cưới và dự kiến sẽ làm lễ rước dâu vào rạng sáng ngày 11 tháng 9 để sang nhà trai đãi khách. Nhưng vào chiều ngày mùng 10 tháng 9, D bỏ nhà đi, gia đình D đi tìm nhưng không gặp nên thông báo cho nhà trai biết. Bà YQ, dì của thờ, phân trần. Chúng tôi làm khoảng 15 bàn, mời những người thân thuộc, trong đó đành đãi nhà gái 5 bàn. Tuy nhiên, sau khi bà DH thông báo D bỏ trốn nên đám cưới phải hoãn, nhà chúng tôi chỉ biết nói với khách cô dâu bị trượt chân nên không làm đám cưới. Từ khi vụ việc xảy ra đến nay, trong gia đình ai cũng buồn. Bà TH cho hay, sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà có đến gia đình nhà D trao đổi sự việc và lúc này D không muốn cưới thờ nữa. Dù vậy, bà TH vẫn mua các vật dụng cho nhà D dùng vì thấy hoàn cảnh đáng thương khi có mẹ bị bệnh tâm thần. Bà TH cũng rất bức xúc trước thông tin con bà cưới D sau đó bán sang Campuchia. Đây là thông tin sai sự thật, tôi đã trình báo cơ quan chức năng. Gia đình tôi làm ăn đoàng hoàng, nếu mua bán người thì có cần tổ chức đám cưới mời khách. Thấy hoàn cảnh và D thường xuyên qua nhà tôi chơi, thương cháu, muốn cưới cho con trai mình, nhưng tụi nó không có duyên nợ với nhau thì thôi, bà TH bày tỏ. Ngoài ra, bà TH cũng lý giải, không có thông tin bà dắt D đi Châu Đốc An Giang gỡ bùa do bị vong nhập. Bà TH nói thêm, bà DH nói với tôi là D bảo có người hay đi theo, nên bà DH đưa D đi thầy kiểm tra nhưng không gặp thầy nào hết nên ra về. Ngoài ra, trên mạng nói gia đình tôi sau khi rước D về sẽ tiếp tục gả sang Hàn Quốc là thông tin bịa đặt. Tôi có nói chuyện điện thoại với con gái tôi lấy chồng sang Hàn Quốc. D hiểu lầm là gia đình tôi định gả D sang Hàn Quốc. Còn thờ cho hay, trong khoảng thời gian tìm hiểu D thì nảy sinh tình cảm với cô gái này. Thờ còn chở D đi ăn đi chơi mua sắm. Nhà tôi đâu có giam lỏng, không cho D đi đâu như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đám cưới không thành, tôi cũng không còn liên lạc với cô ấy, thờ phân trần. Liên quan đến vụ việc, trong sáng cùng ngày, công an quận Thốt Nốt cũng đã làm việc với bà TH và thờ. Như báo Người Lao Động đã đưa tin, những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 20 phút cho rằng BTMD và em BTMT bị một người cô ruột sau này xác định là bà BTMD có hành vi ép D lấy chồng. Do em này bỏ trốn nên người cô ép em gái của D là T thay thế chị làm cô dâu. Trong nội dung đoạn clip thông tin, người cô này ép D lấy một người không rõ quê quán nhưng em này cho rằng có khả năng bị đưa sang Campuchia và cho biết phía bên nhà chồng có làm nghề đưa người ra nước ngoài. Gần tháng trước, khi bên nhà gái tổ chức đám cưới, nhưng D cảm thấy không an toàn nên bỏ trốn. Chính vì thế, người cô có hành vi cắt tóc D giữa đường. Khi D bỏ trốn thì người cô bắt T thế chị làm cô dâu, nhưng bất thành nên T cũng bị người cô cắt tóc. Cả hai em cho biết cha nghiện rượu và mẹ bị bệnh tâm thần nên người cô này mới làm như thế. Thông tin trên báo chí, công an huyện Cái Bè khẳng định bà Hát có cắt tóc D và T. Tuy nhiên, bà Hát không ép D lấy một người không rõ quê quán, nhưng em này cho rằng có khả năng bị đưa sang Campuchia và cho biết phía bên nhà chồng có làm nghề đưa người ra nước ngoài như clip đăng tải. Và thông tin, chị bỏ trốn nên cô ruột ép em gái thay thế chị làm cô dâu cũng là sai sự thật. Hiện công an huyện Cái Bè xem xét toàn bộ diễn biến vụ việc, hành vi của từng người để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.